Hello, Hải xin chào quý cô chú anh chị cùng các em thân mến nha. Hôm nay Hải đến với cả gia đình mình bằng một món ăn đó là vịt chiên về ăn với xôi hoa đậu biếc nha cả nhà. Đây là thành phần của mình nha. Trước tiên thì nếu ăn xôi với xôi hoa đậu biếc mình phải có nếp nha, nếp vút sẵn nha, nước cốt dừa ha. Còn cái này là tương cà ha, tương ớt nha. Còn cái này là mè, đây là nước hoa đậu biếc nha. Cái này bột bột năng, bột mì và cuối cùng là con vịt ha, thành phần hơi nhiều nha cả nhà. Đây là con vịt mình đã luộc sơ nha, để sau mình chiên cho nó dễ chín từ trong ra ngoài nha. Rồi trước tiên mình đi nấu xôi nha cả nhà. Đây là mình có cái nồi điện đa năng nha. Đó, đây là xôi nha, mình nếp thôi chứ chưa thành xôi nha cả nhà. Đó, mình để vào nha. Ở trong này thì có lá dứa sẵn nha, Hải có để lá dứa sẵn để cho nó thơm nha. Đổ hết vào đây à. Mình nấu nồi cơm không có nồi đa năng đó, mình nấu nồi cơm điện được không anh? Cơm điện bình thường mình nấu cái nào cũng được. Trong giai đoạn mình nấu cái này mình không có mình không cần quan tâm nhiều ha, cho nên mình nấu mình để trước đi rồi mình đi quan tâm tới con vịt của mình nha. Đó, nước cốt dừa đổ vô ha. Đó. Nó hơi xanh xắp chút nha, giờ còn thiếu nước nè, bây giờ mình đổ thêm ít ra ngay cả nhà. Đó. Ồ cái này dừa luôn cả nhà. Đó. Ồ xanh xắp. Vậy là ok đó nha. Đây, cái tiếp mình cho một một muỗng muỗng đường đi. Rồi, một muỗng đường. Nhưng mà nếp này hơi nhiều nha cả nhà. Mình cho hai muỗng luôn nha. Nếp sau khi mình xôi mình nấu ra, sau khi đó là nó sẽ có mặn, ngọt, béo của nước cốt dừa ha. Để có độ mặn thì mình phải thêm muối nữa nha cả nhà. Và công đoạn cuối cùng đó là mình cho nước hoa đậu biếc vào nha. Đó, cái này nó hay lắm nè, đẹp lắm á. Đó. Bây giờ tới công đoạn là mình trộn cho đều nha. Bây giờ mình đã trộn xong cho nó đều lên rồi nha. Nó màu nó đẹp lắm nha các bạn. Bây giờ mình đem đi nấu thôi cả nhà ơi. Rồi xong đó mình qua tới con vịt nha. Đó đi. Công việc kế tiếp của mình nha cả nhà. Con vịt sau khi đã luộc sơ nha. Cả nhà mình thấy không? Nó vẫn còn màu hồng hồng nha, đừng luộc quá chín nha. Đó, mình luộc sơ thôi. Rồi, các bạn mà nếu có nồi hấp thì mình lấy nồi lấy con vịt mình hấp. Để đừng cho nó ra nhiều nước ngọt nha. Mình để giữ lên nước ngọt trong vịt nha. Còn cái cục nào bự chút xíu mình khứa vậy nha. Đó, để chút mình tẩm bột mình chiên cầm cái đùi lên là cạp sướng miệng luôn nha. Bây giờ qua đây, mình cái công đoạn kế tiếp là mình đi đây mình vào trong chút bên nha. Hạt niêm cano nha, mình ốp cho con vịt nó đậm đà nha. Một hạt niêm cano, rồi một muỗng bột ngọt, rồi một tới đường nha, đường một muỗng luôn nha. Xong kế tiếp là nước mắm nha cả nhà. Nước mắm cả hai muỗng vậy đó cho đậm đà hương vị ha. Đây bao tay rồi xả ha, mình cứ quậy lên nhìn luôn nha. Đó. Cho đường bột ngọt thì tan nha, là mình ốp vịt luôn nha. Cái này nó có hai công dụng nha cả nhà. Nó vừa thấm vô trong con thịt con vịt mình ha, nó mặn ngọt cho chóng ha. Và vừa cũng tạo cái độ ướt để khi mình lăn bột á, mình lăn bột khô nha, mình lăn bột khô là mình chiên vô mình để mình đưa vô chảo chiên luôn, nó dễ dính nha. Đây, thịt vịt của mình đã trộn tẩm ướp xong nha. Bây giờ mình để thêm khoảng 15 phút đi thì mình qua bên kia mình sẽ nhóm lửa nha. Rồi là mình tẩm bột là mình chiên liền ngay cả nhà. Rồi thì mình để đi thôi. Rút ngắn thời gian nha cả nhà. Mình đã đông ở đây 15 muỗng canh bột mì này nha. Bây giờ tới bột năng nha. Bột năng thì mình cho 6 muỗng nha cả nhà. 1 2 3 4 5 6 ha. Cái này nha. Bây giờ mình làm cái bột này cho nó đều lên rồi mình nhúng vịt là mình chiên nha cả nhà. Đây, bột mì mình đã trộn xong nha. Chuẩn bị mình tẩm ướp thịt vịt của mình vào đây nha. Đó. Để cái này giờ mình thả vô nha cả nhà ơi. Chiên nha, mình chiên nha. Một miếng. Thank you.
Rồi cả nhà thân mến nghe, cả nhà thấy gì chưa? Nó vàng ôm nghe. Ồ nó thơm nghe. Nó vàng mà về vàng thì thơm, quá đã quá đã. Cái lợi hại nhất là bột có bám cho nè nghe. Đó. Người ta ăn gà chiên, ăn xôi gà chiên là bình thường nha. Bây giờ mình ăn xôi vịt mới ghê chứ. Nhớt nạp. À, cái này vàng vàng nha. Bây giờ hãy sẽ vớt ra trước nha. Cái màu vàng này vớt ra trước. Cái này chưa là con bình gì. Wow. Ồ, nó thơm không ơi. Quá đã quá đã. Hết bảy con màu bảy. Đúng tuyệt rồi nè. Quá sướng quá sướng rồi nha. Dạ hết rồi nha. Chút cái này, cái này chút năm làm nha. Ồ, cả nhà thơm mến nha. Đây là thành phẩm của mình nha. Nó còn vẫn là sale ha. Trời quá ngon cả nhà ơi nè. Cả nhà thấy không? Đó. Nó gột kẹt luôn nha. Bây giờ mình tới công đoạn mình làm nước sốt cho nó nha. Đây là công đoạn mình làm nước sốt cho cái món vịt chiên mình nha. Cái phần này nước sốt này quan trọng lắm nha. Đó giờ là mình để mở vô nha. Đó, mở ra làm nước sốt nha. Bắt đầu kêu chảo rồi. Đó, giờ mình cho tỏi mâm vào nha. Nó thơm nha cả nhà. Bây giờ tỏi đã vàng nha cả nhà. Rồi bây giờ tỏi đã vàng nha. Tiếp tới là mình cho tương ớt vào nha. Cái nào tương ớt đẹp. Nó thơm thịt tên liền vậy đó. Rồi tới tương cà vô nha. Tương ớt nửa chén. Tương cà thì không tới nha. Giờ tương cà nhiều quá hơi bị chua nha. Cái mùi cái này ai thích chua ngọt thì tự nhiên nữa. Ừ. Nếu ai thích ăn chua hơn nữa thì thêm tương tương cà thêm nhiều. Ừ. Bây giờ mình đang bỏ đường nha cả nhà. Đó, ngọt đó. Cái này tương chua ngọt. Chua ngọt cay nghe, đó là để bù ngọt thêm cả nhà ơi. Rồi, dẫn công đoạn quan trọng mật ong. Cái này tùy thích hay là sao anh? À mật ong mình để vừa thôi chứ nhiều quá nó cũng không ngon lắm đâu. Cái tiếp là nước nha. Cái này nước lọc nghe cả nhà ơi. Chứ không phải nước dừa nước gì. Đó, mình để cho nó thành nước sốt á. Nó sền sệt kẹo kẹo ha. Chứ hồi nãy không có nước thì nó đặc lắm nha. Giờ sôi bùng lên nữa là mình lắc nha. Cái phần nước sốt của mình đã khá đặc nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình nêm rất là vừa miệng nha. Nó vừa chua ngọt nha. Có độ cay nhẹ nha. Đó, nó sệt lắm rồi nha. Bây giờ Hải sẽ cho cái phần vịt của mình vào nha. Lợp 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 đi nha. Ôi, đẹp. Mình sẽ cho áo đều luôn nha. Ôi, nó thơm. Cái công đoạn này là mình cắt mẹ cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ rưới mẹ lên. Đó, trang điểm cho cái món ăn của mình nha. Nó thú vị hấp dẫn nha. Đó, mình thêm cả cái gì được ha. Là mình cũng thôi. Nó sạch. Wow. Đã. Cả nhà ơi, bây giờ xôi đã chín rồi nha. Nó, bây giờ mình đem mình tới đây nha. Đó, bây giờ mình sẽ khui nha. Wow, khói lên à, nó không quá đi. Bây giờ mình xới lên nha. Trời quá thơm mày. Nó thơm béo á, tại có nước cốt dừa trong này nè. Rồi với lá dứa đó, bây giờ nó chỉ thơm béo thôi nha cả nhà. Trời ơi, thơm nhức nách má ơi. Quá thơm nha. Ở dưới có cùm cháy nha. Đó, có miếng cùm cháy nha cả nhà.
Trời trời, cái này cháu chắc dứt liền quá. Gì này dứt liền cũng được. Quá thơm, quá thơm. Ờ, thơm béo ngọt. Ừ, nóng. Ngon ngon ha. Rồi cả nhà mình ơi, cái món vịt chiên sốt chua ngọt ăn với xôi hoa đậu biết của mình đã hoàn thành đó cả nhà, thấy không? Bây giờ nó nhìn thấy hấp dẫn lắm nha. Bây giờ mà hãy giới thiệu sơ nha cái nha, cái mùi của này mình chưa ăn thôi mà cảm nhận cái mùi nữa nha, cái mùi chua ngọt thơm ha. Đó, vịt đó, không nói nhiều nữa, giờ mình thưởng thức liền một miếng nha. Bây giờ hãy mời cả nhà review sơ cái nghe nó. Phải nói là nhức nách. Bây giờ hãy mời cả nhà thôi. Cái này nó có đủ hương vị không nè, chứ mình không có cần cái món gì để chấm nha. Hãy mời cả nhà. Nó giòn không? Vẫn còn giòn không? Nó là da giòn cũng đúng không? Có độ cay nhẹ. Nhức nách, nhức nách. Thật sự á, mình có cái mùi, mình ngửi cái mùi mình tưởng là cái tôm, cái con cua lột mà mình đi chiên rồi mình chiên bột mình sốt me đó nha. Ăn trong nhà hàng á, tại mình ăn có mấy lần được gì á, mà ngửi được cái mùi này mình nhớ cái mùi kia nha. Quá ngon các bạn ơi. Người ta ăn gà ha, mình chỉ ăn vịt. Tuyệt vời luôn, quá ngon. Nó là cực đỉnh luôn. Ăn gà ở nhà ơi, hay quá ngon, thơm ngọt ngất ngay, quá đã. Giờ mình đang bóc luôn cả nhà. Hãy mời cả nhà mình nha. Cái này là xôi hoa đậu biếc nha. Có nước cốt dừa. Có muối, có đường ha. Thơm mùi lá dứa nữa. Mặn, ngọt, béo. Và cái xôi này xong nha. Cũng là 9-10 điểm này. Kết hợp với món vịt chiên nữa, quá đã. Trời ở ngoài đang bị đang đâm găm cả nhà, trời lạnh đâm găm, ngồi ở ngoài bờ ăn vịt. Một lời khuyên chân thành, cả nhà mình nên làm món vịt như Hải ăn ha. Ngọt, ngọt, nó chua, nó kích thích dữ lắm à. Hãy tiếp tục mời gia đình mình nha. Thật sự nó quá ngon nha. Nó thấm thía gì đâu á. Tuyệt đỉnh. Nó giòn. Nó ngoài nó áo lớp bột mỏng. Nó giòn, nó kết hợp với chua ngọt ha. Cái màu sắc thì hấp dẫn ha. Thôi. Rồi hãy mời cả nhà mình ăn xôi tiếp tục nha. Quá xuống. Ừ.
quá đã. Cảm giác nó giòn, nó thơm. Cái da vịt nó cũng mỏng thôi. Nó giòn ở lớp da đó. Vô trong thì nó béo cũng ngon. Áo nước lớp bột. Quá đỉnh. Quá ngon cả nhà. Bây giờ vợ mình thật sự là chảy nước miếng à. Nó tém lìa chứ, tém lìa. Em gắn qua đi, anh ăn hết cục này nữa. Để mình ăn chung. Ở trong nó không bị khô cả nhà. Ý giờ là mình đã luộc rồi ha. Ướt á. Qua đâu biết. Trời. Cái vị thơm ngọt. Tuyệt đỉnh. Nào giờ thật sự mình mới ăn cái món vịt mà nó ngon vậy nha. Cảm giác nó sướng căng. Chắc nó ăn để mè nhiều chắc nó thơm mè lắm ha. Thơm, cực kỳ thơm. Thơm đủ thứ mùi chứ. Mùi thơm, chua, ngọt. Nó kích thích, dữ lắm, kích thích. Nó giòn đụng. Da giòn. Nước sốt vừa ăn. Quá vừa ăn. Khỏi cần chấm luôn ha. Chấm gì nữa, chấm trời ơi. Ngon. Nó kích thích lắm, kích thích nè. Quá ngon cả nhà. Tuyệt đỉnh đó cả nhà ơi. Cái này cái đuôi. Mấy. Cái đuôi. Có một câu, nó còn vịt nhưng mà cái đuôi. Rồi. Cạp rít, cái rít vịt. Ngập găng. Nó đã. Hãy mời cả nhà mình ăn xôi. Hai trái dừa quá béo. Mua con ăn một ký nếp mà thơm. Anh nạo tới hai trái dừa ha. Béo dữ lắm luôn. Ăn trôi không cũng ngon. Đủ nhức mắt à. Con này là rụng nách luôn. Tiếp tục cặp. Tuyệt đỉnh cả nhà ơi. Thật sự mình không biết làm sao mình truyền cái cảm nhận của mình đến hết với khán giả nha. Nhưng mình nói cái này á, nếu thang điểm 10 là phải nói là nó nằm ở 11 chứ không phải là 10 nữa. Phải không? Trong bữa nay mình ăn cái bữa ăn này rất là hạnh phúc nè.
hồi nãy là cái nhà thông cảm nha, trời mưa tới thui, bây giờ anh nắng nó lé lên này cả nhà. Đó, hãy mà cái nhà tiếp nha. Bẹt cái nước sốt rồi nha. Xem mà cái này nha. Bây giờ nó sáng sáng lên nè. Nói ăn qua trời tốt. Chỉ mưa quá. Sáng bừng lên. Thì quá quá. Tiếp tục cả nhà ơi. Đó. Hấp dẫn nha. Da giòn, con da ngon rồi cả nhà ơi. Đó. Không còn lời gì để tả nha. Không có bị khô ha. Không bị khô, không phải, trong trong những nước ngắn nè. Cái này thấy không, làm ướm ha, thịt dẻo dai ha, dai dai thơm ngọt béo kết hợp đầy đủ hương vị luôn mọi người. Béo tròn đụng như nó ngọt rồi đó. Nhịn đặt. Hãy mời cả nhà xem nha. Quá ngon. Quá ngon em ơi. Mình có ý tưởng gì cả nhà? Giờ mình tạm mà mình ăn mới có hai con nữa thôi, con nữa bụng mình thôi, nhưng cũng phải tạm ngưng đi, để cho vợ mình đều ăn chung mình nhé. Hai đứa ăn cho vui. Bây giờ phải mình nuốt hết cái mình nói. Tới đây thì hãy xin kết thúc cái clip của mình nha. Cả nhà mà thấy cái món ăn của anh Hải hôm nay á, có sáng tạo, làm ngon, ăn ngon ha, và cả nhà mình thích đó, thì hãy cho Hải xin một lượt đăng ký nghe nha. Hãy cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha, đã dính chút thời gian xem clip của Hải nha. Hãy xin chào tạm biệt cả nhà thôi, rồi những giây phút sau này hai vợ chồng mình ăn nghe cả nhà ơi, tạm biệt thôi. Vô.